VF7 thì dán phim gì rồi anh em? Thì VF7 ở bên cạnh em đây là chiếc VF7 mới tinh từ hãng ra này. Thì chiếc xe này thì mình dán phim như bác chủ sẽ chọn là dán phim cách nhiệt tốt nhất của 3M các bác nhá. Gói cao cấp nhất của Victorine. Đấy, kính lái là CL60 này, sườn CL20. Anh em có thể thấy khi mà mình dán xong thì ở bên ngoài mình khi mà mình nhìn vào này, gần như là cái không gian bên trong mình sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà các bác yên tâm là ở bên trong nhé, cái tầm quan sát ở bên trong ấy thì mình vẫn nhìn thoải mái nhé, ở bên trong này khi mà nhìn trong nó không bị cản tầm nhìn đấy, nó chỉ ở bên ngoài thôi, nó giống như cái kính hai lớp ấy, ở bên ngoài mình nhìn sẽ không nhìn được đấy, nhưng mà bên trong thì là mình khi mà ở bên trong lái xe bên trong thì mình sẽ tạo ra cái không gian riêng tư cho mình hơn. Các bác nào mà xe mà chưa có phim cách nhiệt đấy, đi xe trời nắng nóng mà nó rát tay ấy, thì các bác có thể qua Agala Thái Nguyên để dán phim cách nhiệt cho xe của mình các bác nhé.